Phúc với Phương đang ăn món gì đấy? Xúc xích á? Xúc xích này xúc xích gì? Không biết đâu. Có phải xúc xích Đức Việt không? Không biết. Không biết. Đây là xúc xích to à? Thế đây có phải xúc xích hươu cao bồi không? Không, không. Không phải hươu cao bồi à? Thế còn đây là xúc xích gì? Đây xúc xích gì Phương? À giò á? À đây à? Thế ai mua xúc xích cho con ăn? Bà. Bà. Thế ai dán xúc xích cho con ăn? Bà. Bà. Thế ở cái nhà này con yêu ai nhất? Bà. Thật không? Bà. Con yêu bà. Con yêu bà. Bà. Thế thử hát bài con yêu bà thế nào? Mua đồ ăn ngon à, mà dùng phát phôn à? Không cần ai to ai. Thế là Phúc Phúc yêu bà hơn hay là Phương yêu bà hơn? Xúc xích ngon quá nhỉ. Tí cho bố xin miếng nhá. Vâng, ba mẹ. Nhận hai đứa này nó cũng yêu bố. Thế đứa nào yêu bố hơn? Bố con. À đây à? Phương à. Phương yêu bố hơn à? Thế à, Phúc yêu bố mấy năm rồi? Một năm. Một năm. Phương yêu bố mấy năm? Phương yêu bố 70 năm. 70 năm rồi cơ. Yêu lâu phết đi. Con chào các bạn khán giả đi. Con chào các bạn khán giả. Con tên là gì? Con tên là